Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thái Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Rồng Bốn Đầu đại chiến với quái vật, đại chiến với con người nha anh em. Fury Battle Dragon thì mình đã mốt vào đây rồi, mình sẽ phải nâng cấp lên được. Mình sẽ trang bị cho nó một cái mũ chiến binh này. Ok rồi, con này chưa trang bị được luôn rồi. Ok, trang bị mũ chiến binh Knight confirm luôn đấy. Mũ này thì ta sẽ lấy một cái mũ khác đây, có rất là nhiều loại mũ anh em ạ. Mũ thổ dân hết, tất cả mình sẽ trang bị cho nó mũ chiến binh đi, hoặc là mũ này đi anh em ơi, Norwich đấy, mũ này trông đẹp đấy anh em ơi. Được, cái này sẽ là trang bị mũ Norwich đi, equip luôn. Hiện tại mình có ba cái đầu à anh em, hiện tại mình có ba cái đầu anh em ạ. Armor, chúng ta sẽ chơi rồng xanh, rồng xương, rồng samurai. Anh em thích rồng gì? Có ba loại ở bên này, có rồng Norwich, rồng mặc giáp không đẹp lắm nhỉ, rồng đỏ này đẹp này, thấy rồng đỏ này cực kỳ là chuất anh em ơi, rồng đỏ này và thêm một cái đôi cánh cho nó, winger, armor confirm này, đó rồng đỏ này, wing này, wing ấy, đôi đánh cờ nai này đẹp chưa, đánh cờ nai này đẹp này. Đấy, full này, confirm này, mình sẽ cho full hết cái này luôn, mấy cái này chưa mở được này, mắc này. Rồi thêm phút à, đánh để mở khóa những cái map ở bên này anh em ạ. Chiến à, rồi anh em ơi, nhìn đẹp chưa, bây giờ có thêm loài ong anh em ạ, có loài ong tấn công mình nha. Một cái đầu nó thức giấc rồi anh em ơi, má nó, rồng lửa hiệp sĩ anh em ơi, cái này sẽ giờ set này. Yes, được đấy, giật xét từ thẳng trên trời xuống anh em ạ, giật cho tung đít rồi. Úi xồi ôi, khỏe dã ma luôn anh em ơi. Mana chúng ta không nhiều lắm nhở, mình tiếp sẽ phải nâng cái mana của mình lên thêm một đoạn nữa thì mới ổn được, chứ này thì hơi ít mana ha. Giật một phát này bạn. Úi xồi ôi. Yes, cho lấy thêm một cái mũ Norwich cho con rồng của chúng ta nữa là xong. Rồng nâng cấp, con rồng đẹp quá anh em. Ấn vào đây này, em đây để... đây như phải xem quảng cáo không? À không, may quá không phải xem quảng cáo. Lấy thêm cả mũ Norwich cho nó nữa. Đấy, equip luôn. Đó, được chưa? Item cũng full này nhé. Curance, cái này thì không biết để làm gì. Nâng cấp cái lửa lên, nhưng mà phải đạt được đủ số sao cơ thì mới nâng cấp được. Còn không đủ số sao thì đúng là không nâng cấp nổi luôn, chịu luôn. Sâu này, Runner Collection này, trái tim này, còn gì không? Thunder, đây là các cái đầu khác thì không biết. 550 anh em ơi, tấn công anh em ơi. Giờ sấm sét là khỏe mà. Nice, tôi đang sử dụng nguyên sấm sét để giật cái bọn này anh em ạ. Một phát này, giật sấm sét có tốn mana không ta? Mana mình hơi ít đây, làm nào để đầy cái thanh mana kia nhỉ? Sắp end rồi, giật phát ba con luôn. Giờ tối đa được hai con thôi anh em ạ, phải không? Ok, một con nữa, tốn ít mana mà, không nhiều mana lắm đâu, thoải mái đi. Rồi game mà không bao giờ thiếu anh em ạ, cho ăn nâng cấp rồi. Thế nâng cấp cái gì nữa? Nâng cấp rồi, nâng cấp Ice 2500. Rồi chiến đấu tiếp anh em ạ. Bây giờ là map sử dụng cái Ice anh em nhá. Cái map dùng cái Ice cũng khỏe. Đấy, chỉ cần đóng băng cái là chúng ta ấn vào là được là tèo vào này mà anh em. Hơi mất tí máu nhá. Xong. Yes, quá đẹp luôn. 2800 điểm. Bên này có 2800 điểm luôn. Mỗi một ngày ta sẽ có một con đầu con rồng khác để review cho anh em nhé. Game gì đấy? Game mình nhìn trông khá là buồn cười nhưng không chơi anh em. Rồi ok anh em, rồi chúng ta sẽ sang cái cửa số 9 nhá. Ấy à.
chết anh em ơi. Nó hơi tốn thời gian tí nhưng mà thôi không sao. Con này nó có bọn cái băng thì đừng nên tấn công ở tầm dưới nhé, tấn công tầm trên được thôi. Cái băng thì không ăn thua, không ăn thua lắm. Ok, con này nó có giáp, có kiêng, có ấy này. Hiệp sĩ ạ, hiệp sĩ này. Rồi, thêm một chiêu nữa, laser anh em ạ. Đấy, dòng bắn laser từ mồm. Con này thì nó sẽ phóng sét từ trên trời xuống, giật sét trên trời xuống. Khá ok ha. Có nên nâng cấp thêm cái gì cho bọn này không nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải mở khóa cái này, ta sẽ cần phải đánh những cái map này trước để được những cái con những cái sao vàng. Nó sẽ là level khó. Nó sẽ khó hơn tí anh em ạ. Quân nó sẽ đông hơn đấy, kiểu kiểu dạng như vậy. Đấy, đông chưa? Đông chưa? Đây. Như thế này không vấn đề gì đối với mình ạ. Đây là quân đông ấy, quân đông ấy. Úi dồi. Đây là hai vương quốc à, hai lá cờ. Để giết một con rồng, tập trung giết một con rồng thì không ăn thua bạn. Mất máu nhá. À, mất máu nhá anh em. Mình mất máu là mình sẽ thua hay sao phải không? À mình không được 3 sao ạ. Ồ, vẫn được 3 sao chứ. Vẫn được 3 sao bình thường. Vẫn được 3 sao một cách bình thường anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ kiếm đủ cái map để mình đánh đủ sao để mình lên level cái. Con rồng mình có thể nâng cấp được thêm gì không? Chưa. Files 10.000 này, đó, thấy chưa? Cái files cũng thể nâng cấp lên này. 5.000. Cái này thì nó full điểm anh em nên thoải mái đi. Thunder này đấy, nâng cấp lên cho nó khỏe lên. Tội gì đúng không? Chúng ta sẽ chơi cái map nào đấy. À, đây là có quân địch mạnh hơn à. Đây là nhiều là đống con boss đây. Wow. Đầu tiên ta sẽ đóng băng nó trước anh em ơi. Đơn giản mà. Ui trời ơi, khỏe quá. Nhơn. Ok. Này. Bình tĩnh bạn ơi, nó có khiêng ạ, nó có giáp ạ. Chết ngay, đấy, nổ rồi, yes. Nó bót ghé, đấu với mình làm sao đấu được. Yes, hay nhá. Chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em nhá. Rồng này đẹp dã man luôn đấy.